Tây Sơn thất hổ tướng. Tây Sơn thất hổ tướng là danh hiệu được phong cho 7 vị tướng tài ba, dũng mãnh trong phong trào khởi nghĩa Tây Sơn năm 1771 đến năm 1802. Họ là những người trung thành và có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp của anh em nhà Tây Sơn, đặc biệt là dưới triều đại của Nguyễn Huệ, Quang Trung. Các vị tướng này nổi tiếng không chỉ về tài thao lược mà còn về lòng trung thành và sự dũng cảm. Dưới đây là 7 vị hổ tướng nổi tiếng của triều Tây Sơn. 1. Võ Văn Dũng là một trong những tướng lĩnh xuất sắc nhất của Tây Sơn. Võ Văn Dũng đã lập nhiều chiến công hiển hách trong các trận chiến với quân Nguyễn, quân Thanh và cả lực lượng Xiêm La. Ông giữ vai trò quan trọng trong việc chỉ huy quân đội và là một trong những tướng được Nguyễn Huệ tin tưởng nhất. 2. Trần Quang Diệu, ông là một tướng tài kiệt xuất, nổi tiếng với sự kiên cường và thông minh trong chiến lược quân sự. Trần Quang Diệu lập nhiều chiến công lớn trong các chiến dịch chống lại quân Nguyễn và quân Thanh. Ông cũng là chồng của nữ tướng Bùi Thị Xuân. 3. Nguyễn Huỳnh Đức là một tướng lĩnh trung thành và tài giỏi của Tây Sơn. Nguyễn Huỳnh Đức đã đóng góp nhiều công lao trong các cuộc chiến chống quân Nguyễn và quân Thanh. 4. Nguyễn Văn Lộc, một vị tướng kỳ cựu. Nguyễn Văn Lộc từng tham gia vào nhiều trận chiến lớn và góp phần bảo vệ thành công các vùng lãnh thổ quan trọng của Tây Sơn. 5. Lê Văn Hưng, ông là một tướng tài, dũng cảm và trung thành với triều Tây Sơn. Lê Văn Hưng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các vùng đất chiến lược của Tây Sơn và tham gia nhiều chiến dịch quân sự lớn. 6. Phạm Công Hưng, Phạm Công Hưng là một tướng lĩnh nổi bật về khả năng chiến đấu và chỉ huy. Ông đã lập nhiều chiến công quan trọng trong các trận chiến chống lại quân Nguyễn và quân Thanh. 7. Bùi Thị Xuân, nữ tướng duy nhất trong thất hổ tướng. Bùi Thị Xuân nổi tiếng với lòng dũng cảm và tài năng quân sự. Bà tham gia vào nhiều trận chiến quan trọng cùng chồng Trần Quang Diệu và góp phần lớn vào việc xây dựng lực lượng quân sự Tây Sơn. Bùi Thị Xuân là biểu tượng về sự kiên cường và tài thao lược của phụ nữ trong thời kỳ này. Các Tây Sơn thất hổ tướng đã chiến đấu hết mình vì sự nghiệp Tây Sơn, lật đổ các thế lực phong kiến thối nát và chống lại sự xâm lược của các thế lực ngoại bang. Họ là những anh hùng lịch sử, để lại dấu ấn sâu sắc trong lịch sử Việt Nam và được tôn vinh vì lòng trung thành, sự dũng cảm và tài năng xuất chúng.